Mẹ ơi, hôm nay thằng Hoàng nó sang, tí mẹ nấu thêm cơm đi nhá. Thằng nào? Ai cho sang? Thằng Hoàng Hôn cùng lớp con mẹ. Mẹ thằng nào? Nhà nó ở đâu? Ô, hôm nay mày bị làm sao nhỉ? Nó sang đây thôi, sao phải hỏi kỹ thế? Mẹ chả gặp nó ở buổi họp phụ huynh rồi còn gì. Ngu lắm con ạ, gặp nó ở ngoài là chuyện khác. Còn bước vào cái nhà này phải xem phong thủy. Ui giời ạ. Gần mực thì bẩn, gần đen thì chói. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chứ mẹ. Tao nói trừu tượng cho mày dễ hiểu. Có mà không biết thì có. Thằng tí nữa đến là thằng Hoàng Hôn. Nhà nó ở Long Biên. Sao tiểu vương quốc đấy á? Mẹ nói thế ý gì đấy? Đấy là ngày xưa thôi chứ Long Biên bây giờ toàn biệt tự ven hồ, đỉnh lắm. Thật vậy sao? Bác Phạm Nhân Vượng crush của mẹ cũng sống ở đó đó. Ôi giời ơi. Nhưng mà bố mẹ thằng kia làm nghề gì? Con nhất thiết phải hỏi kỹ thế không mẹ? Vâng. Thì mẹ nó làm nhân viên tạp vụ. Chết. Thế thì... Nhưng mà con nick top top 3 triệu follow. Ui, được, hôm nào mày kết nối mẹ với cô ấy nhá. Để mẹ bú pha me. Thế bố nó thì sao? Thì bố nó lái xe ba gác. Background kém quá. Vì làm thương binh quân hàm 2 sao không vạch. Anh hùng dân tộc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sao? Giờ mẹ nấu cơm được rồi chứ? Mày có thích lùng gà trước khi vào lớp không? Mày quen nó kiểu gì? Thì học cùng lớp nó thôi. Trước đó nó quen ở quán net gần nhà. Có nghiện không? Tiền đâu ra mà nghiện mẹ. Tháng kiếm được bao nhiêu? Mẹ quá đáng rồi nhá. Nó đi học như con làm gì kiếm được tiền. Bao nhiêu? Sao mày biết con giấu ở chỗ nào đây? Đùa này. Một tháng người ta được cho nhiều tiền ăn sáng hơn nên là kiếm được nhiều hơn. Hơn thế này là cái chắc này. Hỏi nốt cô cuối, bạn bè có quý nó không? Úi giời. Thế thì để con kể cho mẹ. Ngày xưa lớp con chia bè phái ghê lắm. Từ lúc Hoàng chuyển sang lớp vừa đoàn kết với bao vừa vui vẻ biết bao tháng ngày, bạn kể bên sớ chia. Đi đâu cũng túng tụng lại với nhau. Hả? Con làm gì mà thay đổi được mọi người vậy? Nó giới thiệu cho bọn con Tân Ô Long Viện game AFK Tấu Hải Quốc Dân 2022. Tướng cái gì? Mẹ thì làm sao mà biết được sức hút của nó. Cho này độc quyền IP Ô Long Viện với mim đầu nấm, tạo hình tấu hài, skill nhân vật tấu hề. Đã thế còn có thể PK liên server, free 100 lượt chiêu mộ ngay ngày đầu. Giờ anh em bọn con đứng đầu toàn trường đó. Lớp đoàn kết hơn cũng vì thành tích đó đó. Thằng này được đấy, mẹ duyệt. Đâu, nó ở đâu? Bảo nó vào đây mẹ xem nào. Ui, đúng là một người mẹ tâm lý. Mẹ chờ con chút nhá. Vào đi em ơi, mẹ đồng ý thôi. Dạ, con chào cô ạ. Ôi trời, sao mẹ lại làm bằng máy qua đây này? Dạ, ngày mai là ngày con phẫu thuật chuyển giới đó. Thế này sang đây làm gì? Để xin phép mẹ cho chúng con cưới.